Câu 29. Nếu tích phân từ 0 đến 2 fx dx bằng 6 thì tích phân từ 0 đến 2 của 2 fx trừ 1 dx bằng. Thì ở đây các bạn cần nhớ những kiến thức nền sau đây. Thứ nhất đó là công thức tích phân từ a đến b của k dx với k là hằng số thì sẽ bằng k nhân x từ a đến b. Ok chưa? Thứ hai đó là liên quan về tích phân từ a đến b k fx dx sẽ bằng k nhân tích phân từ a đến b fx dx. Được chưa? Tiếp theo đó là công thức số 3, đó là tích phân từ a đến b của fx cộng gx hay là trừ dx sẽ bằng tích phân của tổng hiệu sẽ bằng tổng hiệu từng tích phân. Fx dx cộng trừ tích phân từ a đến b gx dx. Vậy đề bài cho tích phân từ 0 đến 2, 2 fx trừ 1. Vậy 1 chính là gx nè, thì các bạn tách ra thành tích phân từ 0 đến 2, 2 fx dx trừ tích phân của 1 dx từ 0 đến 1. Được chưa? Vậy bằng lại mang số 2 ra ngoài, dùng công thức này. 0 đến 2 fx dx trừ tích phân từ 0 đến 2 nha các bạn, xin lỗi, đến 2 1 dx. Vậy sẽ bằng cái tích phân của 0 đến 2 của fx dx bằng mấy ạ? Bằng 6 đây nè. Và bằng 2 nhân 6 trừ cho x từ 0 đến 2. Vậy bằng 2 nhân 6 trừ 2 trừ 0. Vậy sẽ bằng là 12 mà trừ 2 còn 10. Chọn câu C.